mà nhiều khi Linh nghĩ là với công nghệ sấy khí tươi và tia UV của chiếc máy này á, có khi chúng ta để cho chén bát rửa xong ha, xong rồi mình cứ để ở bên trong này như vậy, tới bữa ăn chúng ta cần thì chúng ta lấy ra thôi, nó còn an toàn hơn là mình cất vào tủ nữa mọi người. Chiếc máy rửa chén kế bên cạnh lên đây là một trong những dòng máy rửa chén cao cấp của nhà Hubler. Tuy là chúng ta nhìn vẻ bề ngoài thì nó cũng không có gì quá khác biệt so với những chiếc máy rửa chén truyền thống. Thế nhưng mà khi đã trải nghiệm chiếc máy này rồi á, thì Linh đã thật sự hiểu là tại sao nó lại nằm trong phân khúc cao cấp. Vậy thì nó có gì khác biệt? Cùng Linh tìm hiểu luôn ha. Mình nghĩ một trong những cái khác đầu tiên đó chính là không gian bên trong của máy. Máy được chia làm 3 ngăn, với ngăn đầu tiên là khay đựng dao kéo, muỗng đũa. Như chúng ta có thể thấy thì mình có thể thoải mái xếp các loại dao kéo, muỗng đũa dễ dàng hơn và nhiều hơn so với các loại máy rửa có bộ giá đựng chén đĩa. Với thiết kế thông minh và có độ tùy biến cao thì những cái khay này á, chúng ta có thể gắn và tháo ra một cách nhanh chóng để phòng những cái trường hợp mà hôm nào mà cái lượng chén đĩa chúng ta đặt ở bên dưới á, nó có kích thước lớn hơn so với thông thường thì mình vẫn có thể để vào máy được. Nên ví dụ như là cái đĩa này. Xuống đến khay giữa và khay dưới thì đây là nơi chủ yếu để tụi mình xếp chén dĩa và xong nồi. Theo như hãng công bố thì chiếc máy này có thể rửa được 15 bộ châu Âu. Chúng ta nghe châu Âu thì có vẻ hơi xa xôi quá. Thì nếu như mà mình tính theo chén dĩa của người Việt mình á, thì sẽ khoảng từ 3 tới 4 bữa ăn. Với khay giữa này thì chúng ta sẽ có các thanh bằng kim loại chừa sẵn để tiện cho thao tác chúng ta cho chén bát vào. Ngoài ra thì nó còn có khả năng thay đổi độ cao để phù hợp cho các loại tô hay là dĩa lớn. Chúng ta có thể làm giống lên ha. Cả ba khay ở trong chiếc máy này á, thì đều có thể tháo ra để vệ sinh hoặc là chúng ta tận dụng không gian. Thế nhưng mà cái khay dưới cùng này, nó là cái khay mà mình có thể dễ tháo nhất, tại vì nó không có ngàm giữ lại, mình có thể là kéo ra thôi. Thiết kế của khay này thì cũng có một chút khác biệt khi mà nó có những khung xương có thể gập lên xuống để đựng đĩa hoặc là nắp nồi. Và không gian của ngăn dưới cùng này á, thì Linh thấy nó rất là rộng luôn, để được khá là nhiều nồi chảo. Các loại nồi lớn nó cũng chứa được luôn nha. Để cho mọi người có thể tiện hình dung á, thì Linh đã có đo khoảng cách từ đáy của cái khay dưới cùng lên tới cánh quạt phía trên này thì nó sẽ tầm 22cm. Đã đủ không gian để chúng ta sắp xếp nồi chảo vào chưa? Chắc đủ rồi ha. Rồi, mình tổng quan lại về ba cái khay bên trong này ha. Ba khay đựng của chiếc máy này á, theo Linh đánh giá thì nó khá là linh hoạt. Nó có cái độ tùy biến cao, không gian thì cũng rộng rãi và thoải mái nữa. Tuy nhiên chỉ có một cái điều nhỏ mà Linh hơi băn khoăn một chút, đó là những cái khớp của các cái khung xương này á, đây mấy khớp màu xanh này này, nó được làm bằng nhựa. Thì Linh cũng không biết là nó có bền theo thời gian được hay không, khi mà bên trong cái máy rửa chén này á, sẽ được rửa bằng nước nóng liên tục. Nếu như mà ai đã có xài một thời gian rồi á, thì mình có thể bình luận bên dưới để cho Linh biết thêm với ha. Máy thì được trang bị 3 cánh quạt phun nước tạo áp lực. Tuy nhiên là để cho phù hợp thì cánh quạt trên cùng sẽ có kích thước thon gọn hơn là hai cánh dưới. Và mọi người lưu ý giúp Linh là khi mà chúng ta cho chén đĩa xong nồi vào á, thì mình đừng có để nó đụng phải cái phần cánh quạt này nha, chứ không là nó sẽ gây giảm hiệu quả cũng như là tuổi thọ của máy. Thêm nữa là mọi người nhớ thêm muối vào ngăn chứa muối bên dưới để hòa tan nước cứng, tránh gây đóng cặn và tắc các lỗ phun của cánh quạt. Cái muối này là mình tự bỏ tiền ra mua nha mọi người, còn cái phễu này là sẽ có đi kèm với máy. Rồi, những cái chi tiết quan trọng bên trong máy thì nó cũng khá là đầy đủ rồi. Bây giờ Linh sẽ cho chén bát dơ vào để cho mọi người xem cái khả năng rửa của nó. Và sẵn đây thì Linh cũng sẽ giới thiệu về cái bảng điều khiển của máy luôn. Để thử thách chiếc máy này thì Linh đã có tạo ở đây, đó chính là một hỗn hợp bao gồm mà tương ớt này, dầu hào, dầu ăn và dầu từ sa tế. Đây là những cái chất bẩn mà nó khá là cứng đầu khi mà chúng ta rửa chén bằng tay. Cái hỗn hợp này thì Linh đang cố gắng làm và mô phỏng những cái gì mà nó còn bám lại ở trên chén đĩa của mình sau một bữa ăn để cho mọi người dễ hình dung. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm dơ chén đĩa ha. Với lần trải nghiệm này thì như các bạn có thể thấy, mình xếp vào ngang trên cùng các loại muỗng đũa và dao kéo trong lúc làm bếp. Ngăn giữa thì khoảng 6 chén ăn, các dĩa nhỏ, dĩa to và ngoài ra thì còn có các chén chấm nhỏ. Hiện giờ trong máy của mình đã khá là dơ rồi và bây giờ thì Linh sẽ sử dụng cái viên rửa 3 trong 1 này để mà mình rửa ha. Rồi, chúng ta sẽ đậy hai khay này lại và mình sẽ mở cái viên này ra. Ở phía dưới nắp này với mọi người sẽ có một cái vị trí để chúng ta đặt cái viên rửa 3 trong 1 này vào.
mình sẽ đóng nắp lại là được. Kế bên của cái vị trí mà chúng ta cho cái viên rửa này á, đó chính là cái chỗ để mà mình có thể đổ nước làm bóng vào. Tuy nhiên là nhà bạn nào mà chúng ta hay dùng ly thủy tinh hay là ly uống rượu chẳng hạn á, thì mình có thể đổ thêm cái dung dịch làm bóng ha. Còn với cái nhu cầu của Linh á, thì cái muối và dung dịch làm bóng mà có ở trong cái viên rửa 3 trong 1 đó, nó cũng đã đủ rồi. Cho nên là Linh sẽ không cho cái gì thêm vào nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng lại và bấm cho máy khởi động. Bạn điều khiển của máy á, khi mà mới nhìn qua, Linh cứ tưởng đây là những cái nút bấm cơ. Nhưng mà không, nó là cảm ứng nha mọi người. Cảm giác mình nhấn thì khá là nhạy, thậm chí là dùng cả bao tay thì vẫn nhấn được. Các nút ở trên máy á, thì chỉ thể hiện hình ảnh tượng trưng, chứ không có chữ chú thích. Nếu như mà chúng ta đặt máy ở dưới đất như thế này á, thì Linh nghĩ là khi mà chúng ta muốn nhấn nút, mình sẽ phải hơi cúi người hoặc là chúng ta ngồi xuống luôn thì mình mới có thể nhấn một cách thoải mái được. Thế nhưng mà chắc cũng không phải là vấn đề to tát đâu mọi người. Tại vì nếu như mà chúng ta đã xài quen rồi á, thì mất khoảng tầm 5 giây là thao tác lại xong. Tại vì mình nhấn nó cũng rất là đơn giản và nó nhạy nữa. Rồi bây giờ thì sẽ zoom cận hơn để cho mọi người thấy được những cái chi tiết này ha. Đầu tiên ở ngoài cùng thì chúng ta sẽ có nút nguồn. Sau đó sẽ đến cụm đèn báo hết muối và nước làm bóng. Khi mà máy hết hai loại này á, thì sẽ sáng đèn giống như vậy nha. Nếu như mà nước nhà bạn có độ cứng cao á, thì chúng ta nên cho thêm muối. Còn ở nơi Linh sống á, thì nguồn nước cũng khá là chất lượng rồi, cho nên Linh chỉ xài cái viên 3 trong 1 thôi. Hai nút tiếp theo lần lượt là làm tươi không khí, hay còn gọi là sấy nhiệt Turbo Air Pro, và nút bật tắt chế độ đèn UV. Khi mà tụi mình kích hoạt chế độ làm tươi này á, thì luồng khí tươi sẽ được lấy thông qua các khe của máy rửa chén, đi qua thanh nhiệt được đốt nóng sẵn bên trong, và sau đó thì sẽ tạo ra luồng khí nóng để sấy khô chén bát được hiệu quả. Và kết thúc chu trình thì lượng khí mát sẽ được đưa ra ngoài. Còn đèn UV thì sẽ được kích hoạt sau khi mà chu trình rửa xong. Nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn để đảm bảo là chén bát đến tay tụi mình thì sẽ sạch sẽ nhất. Sau khi mà ăn cơm xong rồi thì chúng ta cứ cho hết chén đĩa vào máy và rửa. Khi đó thì mình sẽ bật hai chế độ là làm tươi và tia UV kèm theo, là chúng ta hoàn toàn yên tâm chén đĩa của mình vẫn sẽ được bảo vệ sau khi rửa xong. Tại vì cái thời gian hoạt động tối đa của chương trình làm tươi này là lên đến 72 giờ lận. Bây giờ thì mọi người đã hình dung được tại sao đây là một chiếc máy thuộc phân khúc cao cấp chưa? Rất đáng đồng tiền bát gạo ha. Để lựa chọn các chế độ rửa thì tụi mình sẽ nhấn vào hai phím lên xuống này. Máy sẽ có tổng cộng là 8 chế độ, chúng ta có thể theo dõi như trên màn hình ha. Linh thấy là màn hình hiển thị của chiếc máy này á, nó không có được sáng lắm nha. Mình nhìn cảm giác nó hơi mờ mờ một xíu. Tuy nhiên bù lại thì mấy cái icon ở trên này á, nó khá là thú vị. Tại vì Linh cảm giác nó giống như là cái game rắn săn mồi trên điện thoại hồi xưa mà mình hay chơi vậy á. Mà điểm mạnh của chiếc máy này là rửa mà, chứ đâu phải là hiển thị đâu. Cuối cùng các phím còn lại sẽ là các nút để chỉnh tùy chọn chức năng tăng tốc độ rửa và sấy tăng cường, hẹn giờ, rửa nửa tải và nút bắt đầu tạm dừng. Nếu như mà có những ngày những thành viên khác trong gia đình đi chơi, chúng ta ở nhà một mình vẫn nấu ăn để mình ăn như bình thường. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta ăn có vài cái chén xong rồi mình cho vào máy mình rửa như bình thường? Không, không có rửa như vậy nha. Chính vì lý do này mà chương trình rửa nửa tải đã ra đời. Thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu thực tế của mình mà chúng ta có thể chọn là rửa nửa tải trên hoặc rửa nửa tải dưới. Tức là mình không cần phải tự tay rửa chén nhưng mà vẫn tiết kiệm điện nước. Đó, về bảng điều khiển thì chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ thì Linh sẽ bấm cho máy chạy luôn và sẽ tua nhanh cái quá trình rửa để mọi người chúng ta cùng nhau đánh giá xem là chén bát sau khi rửa xong rồi thì nó có sạch hay không ha. Chương trình mà Linh lựa chọn hôm nay sẽ là chế độ Eco. Mình chọn thêm sấy nhiệt Turbo Air Pro và sấy tăng cường luôn. Cuối cùng là mình sẽ nhấn bắt đầu. Bây giờ là máy đang hoạt động này mọi người. Theo như thông tin của hãng công bố thì cái độ ồn trong lúc nó hoạt động sẽ khoảng 47 dB. Bây giờ Linh sẽ đo thử để xem là nó có đúng như vậy không ha. Kết quả là khoảng 47 dB đó mọi người. Tính ra thì cũng khá chính xác giống như hãng công bố ha. Với kết quả này thì nó cũng tương đương với một cuộc nói chuyện thì thầm thôi à. Và để đạt được cái độ êm ái như vậy á, chính là nhờ một phần vào cụm động cơ inverter BLDC vừa giúp tiết kiệm điện hiệu quả và máy rửa cũng được êm ái hơn. Sau 3 tiếng 40 phút thì máy cũng đã báo hiệu rửa xong bằng 8 tiếng bíp liên tục. Bây giờ thì cùng với Linh kiểm tra chén đĩa bên trong ha. Sẽ mở ra. Cảm nhận đầu tiên của Linh đó là bên trong khoang máy nó khá là khô nha. Mình sẽ xem chén đĩa ha. Chén nó vẫn còn hơi ấm á mọi người. Mà quan trọng là nó không còn mùi gì hết. Nó sạch á, rất là sạch luôn. Và Linh thấy cái độ khô của nó cũng rất là tốt nha.
với cái mức độ khô như thế này thì chắc là mình có thể lấy ra và mình cất vào tủ luôn rồi, chứ chúng ta không cần phải lau lại đâu. Khá là khô á. Mà nhiều khi Linh nghĩ là với công nghệ sấy khí tươi và tia UV của chiếc máy này á, có khi chúng ta để cho chén bát rửa xong ha, xong rồi mình cứ để ở bên trong này như vậy, tới bữa ăn chúng ta cần thì chúng ta lấy ra thôi, nó còn an toàn hơn là mình cất vào tủ nữa mọi người. Trong quá trình máy hoạt động thì mình cũng đã có dùng máy đo chuyên dụng để đo điện và nước tiêu thụ rồi. Các bạn có thể tham khảo như trên màn hình ha. Với một chiếc máy rửa chén thuộc dòng cao cấp như thế này thì Linh nghĩ nó sẽ rất phù hợp cho những gia đình mà chúng ta đang cần cái sự nâng cấp trong trải nghiệm của máy rửa chén. Khi mà chén đĩa của chúng ta sau khi rửa xong rồi á, nó không chỉ được làm khô tốt này, nó không chỉ được rửa sạch mà sẽ còn được bảo vệ bởi đèn UV nữa. Hoặc là đơn giản mình đang tìm một chiếc máy rửa chén mà nó thật sự tốt và chúng ta không quan tâm về giá, thì chiếc máy này của Hafler sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để chúng ta có thể cân nhắc. Chi tiết về giá của nó là bao nhiêu thì Linh sẽ để ở đường link bên dưới phần mô tả, mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video này. Nếu như mà chúng ta thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe kênh, ủng hộ cho cả ekip của Điện Máy Xanh nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!